Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày 11 tháng 6 năm 2020 thì cơ sở gỗ Hiền Lành lại tiếp tục giới thiệu tới toàn thể khách hàng trên toàn quốc một mẫu sản phẩm nữa là bộ bàn ghế tần thủy hoàng gỗ hương đá. Gỗ hương đá được nhập khẩu từ Nam Phi. Thì bộ bàn ghế này gồm có 6 món: một đôn, một bàn trà, hai ghế đơn, một bàn to và một ghế dài. Thì chúng tôi sẽ quay hai chiếc ghế đơn trước để cho quý vị tiện theo dõi. Hai chiếc ghế đơn này chúng tôi làm với thông số là dài 1m15, sâu 70 và cao 1m27. Toàn bộ phần khung tranh chúng tôi làm dày 4 phân và ván chúng tôi làm dày 2 phân. Được trộn vân trộn gỗ rất là đều và đẹp. Đây là hàng chúng tôi vừa mới xong mộc. Thì trước khi bàn giao cho quý khách thì chúng tôi sẽ quay lại phần mộc một lượt để cho quý vị xem. Toàn bộ vân gỗ là vân thật. Thì đây cũng là đơn đặt hàng của anh khách hàng ở Nam Định. Hiện tại thì anh đang sinh sống ở bên nước ngoài. Anh đặt cho người nhà dùng. Thì chúng tôi đi vào quy trình hoàn thiện thì từ 3 đến 5 ngày là xong. Khi hoàn thiện xong thì chúng tôi sẽ bàn giao cho gia đình anh. Và vì anh ở xa, không thể xem mộc tại cơ sở được thì chúng tôi sẽ quay một video clip và báo cáo với anh cũng như là toàn thể quý khách hàng trên toàn quốc. Đây là bộ bàn ghế anh yêu cầu là đục vách tứ quý, 4 mùa xuân hạ thu đông. Và cột là cột liền, yếm là yếm liền, khác với bộ bình thường. Đây là chiếc bàn của anh thì anh yêu cầu đục là sơn thủy, đục thuận buồm xuôi gió. Ngay khi lần đầu anh tham khảo thì anh muốn đục sơn thủy hữu tình, nhưng về sau anh đã đổi mẫu sang là thuận buồm xuôi gió. Thì thuận buồm xuôi gió nó mang một cái ý nghĩa là tất cả những cái gì trong công việc thì đều êm đẹp. Thì người ta sẽ ví như là thuận buồm xuôi gió. Thì khi như những chiếc thuyền gặp gió thì nó sẽ đi rất là nhanh và rất là dễ đi. Tượng trưng cho công việc là suôn sẻ, gặp nhiều người may mắn. Thì anh đã chuyển sang mẫu là bàn đục thuận buồm xuôi gió. Và chiếc ghế dài với thông số là dài 2m55, sâu 70 và cao 1m27. Thì đây nó là thước số đẹp của phong thủy rồi. Toàn bộ phần khung chúng tôi làm dày 4 phân, ván làm dày 2 phân. Và vách là vách đục tứ quý. Thì bên cạnh những bộ như này, chúng tôi còn những bộ vách trơn để khoe vân gỗ. Chúng tôi sẽ không đục, chúng tôi để trơn. Thì đang có mặt tại cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh, thì quý vị có thể ghé thăm cơ sở để xem hàng mộc. Chúng tôi nằm tại làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý vị hãy liên lạc theo hai số 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho quý vị. Quý vị có thể chiêm ngưỡng được chiếc ghế dài đây, cột liền, yếm liền, vách đục tứ quý. Bộ bàn ghế này thì nó sẽ hợp với những nhà có phòng khách nhỏ, mà những nhà có phòng khách lớn thì quý vị có thể chơi sang bộ ghế cột 14, cột 16 thì kích thước nó dài hơn. Như bộ ghế cột 14 thì chiếc ghế dài này nó rơi vào tầm 2m90 phủ bì gần 3m. Đây là bộ bàn ghế bằng gỗ hương đá. Thì bên cạnh những bộ bàn ghế gỗ hương đá này, chúng tôi đang có những bộ bàn ghế gỗ mun Đuôi Công hay còn gọi là mun Nam Phi, hoặc là bộ ghế gỗ mun Lào, cũng là mẫu tần thủy hoàng này nhưng mà bằng chất liệu gỗ khác, thì quý vị có thể tham khảo được. Chúng tôi đã để ở dưới phần link mô tả rồi, quý vị có thể theo dõi được. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mà cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh đưa lên. Thông số của chiếc bàn này là chúng tôi làm rộng 70, dài 1m40, mặt bàn đục thuận buồm xuôi gió. Đây là bàn hộp ngăn kéo nhé.
quý vị có thể xem được nhé. Quý vị ưng mẫu nào thì quý vị có thể chụp màn hình gửi qua Zalo 0986 883349 thì chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá kích thước cụ thể từng bộ một. Và chúng tôi xin nhắc lại, đây là bộ bàn ghế tần thủy hoàng gỗ hương đá, cột liền yếm liền. Và vách là vách đục tứ quý. Thì quý vị nào không thích đục tứ quý thì quý vị có thể yêu cầu đặt trơn. Chúng tôi nhận đặt theo yêu cầu của quý khách các mẫu mã chủng loại, kích thước. Bộ này là bộ gồm 6 món. Quý vị có thể đặt lên 7 món, 8 món hoặc 10 món, đó là tùy yêu cầu của quý khách theo như phòng khách. Nếu như phòng khách to thì chúng ta có thể chơi bộ 10. Và khi hoàn thiện bộ bàn ghế này lên thì nó sẽ mang một màu là hơi hồng hoặc màu vàng. Nó có hai màu đặc trưng cho chất liệu gỗ hương đá. Thì bên cạnh những bộ bàn ghế phòng khách này thì chúng tôi đang cho sản xuất một lô đồ thờ cho các khách hàng đã đặt hàng. Quý vị có thể sang mục đồ thờ tìm kiếm đồ thờ đồ gỗ Hiền Lành thì quý vị có thể xem được rất nhiều các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ trên YouTube. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo.